chưa có hôm nào đẹp như hôm nay. Non nước mây trời làm ta mê say. Thơm quá. Chưa có hôm nào mà mình chạy tua hưng phấn như hôm nay. Anh em di chuyển thôi. Thơm quá. Hôm nay là thứ bảy, em thích đi vào bar. Nhạc lên là em quẩy. Hôm nay là thứ hai, không phải thứ bảy. Mày đi đâu? Con đi kiếm tiền mua ô tô rồi mẹ. Không phải kiếm tiền mua ô tô, ra cạo mía. Cho tiền mua ô tô. Đi. Ra cạo mía, có tiền mua ô tô. Ra cạo mía mẹ cho tiền mua ô tô á? Hứa nhá. Thật nhá. Ai không cho tiền mua ô tô là trẻ con nhá. Móc vào ấy. Ngoắc không. Ngoắc vào tay cơ. Nhớ đấy. Thôi thế đi. Lại ra cạo mía luôn. Không phải đi kiếm tiền nữa. Sửa. Sướng quá các bạn ạ. Không cần đi tour vẫn có tiền. Mía hả mẹ? Đấy các bạn ạ. Mẹ nào là mẹ chẳng thương con. Nói thế thôi nhưng mẹ mình thương mình lắm. Biết mình thích mua ô tô cái là cho tiền mua ngay. Thấy mình vất vả. Mẹ mình cũng không kiểu không muốn mình vất vả ấy. Mình thương mẹ mình lắm. Các bạn biết là nhiều hôm mà giữa cái nắng 40 độ mẹ mình cứ hùng hục ra làm cạo mía nhìn cũng xót ruột. Thành ra là mình cứ giúp được gì bố mẹ thì mình nên giúp các bạn nhá. Mình thấy nhiều bạn thì yêu đương các thứ rồi không coi bố mẹ ra cái gì. Mình thấy như thế là không được. Bởi vì dù sao thì cũng các bạn phải ngẫm nhá. Các bạn ngẫm trong đầu. Người yêu ấy thì mình có thể kiếm được nhiều. Nhưng mà mẹ ấy chỉ có một thôi. Đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời thì không ai khổ bằng cha các bạn ạ. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình giạt rào. Nhanh mẹ tị... mẹ lên. Mưa rào đến nơi rồi kìa. Vâng. Cạo luôn đây. Đấy các bạn ạ. Thương thì cho roi cho vọt, mà ghét thì cho ngọt cho bùi. Vừa nãy là mẹ mình thương mình đấy các bạn. Quá. Bây giờ lại là đến phần là mình đang phân vân không biết mua ô tô gì các bạn ạ. Theo các bạn thì mình nên mua ô tô gì nhỉ? Các bạn comment cho mình biết nhá. Để mình phân tích để mình tìm hiểu xem con ô tô nào thì hợp lý. Xe máy thì có hai con rồi. Nhận tiền mua ô tô các bạn ạ. Cái gì có giá của nó. Vất vả. Bao nhiêu mồ hôi công sức. Đâu. Mẹ ơi. Mẹ. Cái gì? Con cạo xong rồi. Nhưng mà xong thì thế nào? Cái gì? Thì cho tiền mua ô tô đấy.
tiền. Lúc nãy mẹ bảo con cạo mía xong mẹ cho con tiền đi mua tô và đi cho đi. Hả? Đi lấy. Đi lấy tiền. Tiền thì không thiếu. À dạ. Vâng. Quá. Tiền cho mô tô nhưng mà phải ngon, hiểu chưa? Còn tiền không thiếu. Mẹ tiền này thì mua cái gì? Thì bán mía nó chỉ có tiền này thôi mà đi. Còn tiền gì nữa? Tiền này thì mua ô tô nào? Ô tô to to hôm nọ mua vàng vàng ấy. Con phải đi ra tận bên Long Biên luôn mua. Ô tô phải cần cầu đây nói chuyện. Úi giời, đừng có nói, mẹ nhìn thấy này. Đấy, ghê lắm, đừng có đùa. Đấy, cầm tiền đi mua ô tô đi nhá. Các bạn ạ, đúng là ở cái xã hội này phải có làm thì mới có ăn. Những cái loại mà không làm mà muốn ăn thì biết rồi đấy. Thôi, bây giờ dù sao mình cũng lớn rồi, mình nên gọi là độc lập đi các bạn ạ. Những bạn mà mình nghĩ là những bạn mà tầm học xong lớp 12, các bạn nên kiếm một việc làm thêm để cho mình được trải nghiệm cuộc sống, kiếm tiền nó vất vả như nào. Ở đời ấy, chả ai cho không ai cái gì các bạn ạ. Chỉ có bố mẹ là cho con cái vô điều kiện thôi. Vâng, vừa rồi là một cái vlog vui cạo mía của tớ các bạn ạ. Thật ra thì hôm nay mẹ mình nhờ mình cạo mía nhưng mà mình nghĩ ra một cái gọi là quay vlog luôn. Đợt này thì cũng bận, không có thời gian để mà làm vlog nhiều cho các bạn xem, thì là tranh thủ bà Trinh nhờ cạo mía nghĩ ngay ý tưởng luôn. Đấy, các bạn xem có vui không? Đợt này thì đang vào mùa bán xe đạp ấy, nên là mình phải tập trung mình bán xe. Bạn nào mà mua xe đạp thì ủng hộ mình nhá. Tớ sẽ để cái số Zalo gọi là bán xe lô, số điện thoại cửa hàng của tớ ở đây cho bạn nào có nhu cầu. Mình thì có rất nhiều các loại xe nhá, xe địa hình, xe đua, nói chung là xe người lớn là có đầy đủ luôn, có cả xe của trẻ em nữa đây, và chủ yếu là người lớn sẽ nhiều hơn. Lâu không giới thiệu về cửa hàng chắc các bạn quên mất. Bận lắm các bạn ạ, ra đây khách vào mua cứ ầm ầm. Đây các bạn nhìn này, ZX này, đi tour bởi về bẩn này, à, còn không cả kịp rửa đây này, thường quá, hai con toàn bụi bẩn hết rồi, bụi bẩn này, đấy. Clip sau mình sẽ làm một clip Ducati V4S, anh em cùng hóng nhá, mượn được rồi, nó đồng ý cho mượn rồi. Thì là các bạn cùng chờ clip sau nhá. Clip sau kiểu gì cũng hay. Lại đi ra đây xem bên này có xe đạp. Ui, ở đây nhiều xe đạp lắm, bạt ngàn xe đạp. Anh em nào mà cô gì, chú bác, họ hàng các thứ giới thiệu mua xe đạp của tớ nhá. Đói quá, bây giờ dạo này còn không phải đi tập gym được này. Thôi, cảm ơn các bạn đã xem clip mình nhá. Các bạn nhớ đón chờ clip V4S nhá. Hôm nào rảnh mình sẽ lại làm clip vui vui cho các bạn xem. Nhiều bạn cứ bảo anh làm clip với mẹ anh đi buồn cười, nhưng mà mình xem mình cũng thấy buồn cười thật. Nhớ like, subscribe, đăng ký cho kênh của tớ nhá. Dạo này các bạn xem các bạn ít đăng ký quá, những cái bạn đăng ký lại không ấn chuông nữa, thành ra là tuần nó thông báo có một lần thôi. Ví dụ các bạn ấn chuông nhá, ra clip phát nó thông báo luôn,
Còn nếu những bạn mà không ấn chuông nhá, các mình ra 3-4 cái clip thì mới nhận được một cái thông báo. Đấy, nó khác nhau ở chỗ đấy, các bạn nhớ ấn chuông nhá. Xin chào và hẹn gặp lại clip V4S. We'll be right back.